Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước ở chương 3 của cái bộ Cánh Diều ha, thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài 1 và bài 2 rồi. Ta đã nắm được thế nào là hình hợp chữ nhật, hình lập phương, hình lăng trụ đứng tam giác, tứ giác, diện tích xung quanh, thể tích của các cái hình đó, đúng chưa nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em phần bài tập cuối chương 3 em nhé. Trong đây nó gồm có 5 câu. Thì thầy sẽ quay cho các em trong vòng 1 hoặc 2 clip thì tùy theo cái độ dài của cái bài của em nha. Cứ học tới đâu thầy sẽ quay tới đó, đường nào trong kênh thầy nó cũng đầy đủ hết các em. Ta có bài tập cuối chương 3, bài số 1, chọn từ đúng là điền chữ D, sai điền chữ S, thích hợp cho chấm hỏi trong bảng sau. Rồi, ok, bây giờ này, hình hợp chữ nhật, hình lập phương, các mặt đều là hình vuông. Thì hình hợp chữ nhật này có phải các mặt đều hình vuông không? Không em, đó chính là cái hình chữ nhật, chứng tỏ cái này là sai này. Hình lập phương chắc chắn là đúng này. Tại vì hình lập phương thì 6 cái mặt của nó đều là hình vuông em nhé. Các mặt bên bằng nhau. Thì hình hợp chữ nhật các mặt bên của nó đều là hình chữ nhật nên là các mặt nó chắc chắn sẽ bằng nhau. Hình lập phương thì các mặt của nó đều là hình vuông chắc chắn sẽ bằng nhau. Các cạnh bằng nhau. Các cạnh bằng nhau á thì hình lập phương thì đúng, nhưng đối với hình hợp chữ nhật này không thể đúng được, tại vì chiều dài chiều rộng khác nhau à. Nhưng mà thằng này sai và thằng này đúng. Vậy thôi, xong bài số 1. Ta sẽ đi sang là bài số 2 anh em nha. Rồi, ta sẽ đi sang là câu số 2 nha. Người ta cho gì đây? Mà cái đề bài khá là dài ha. Câu A. Cho một hình lăng trụ đứng có độ dài cạnh bên là 10 và đấy là tam giác, nhớ đấy là tam giác nha. Độ dài cạnh bên nghĩa đường cao đấy. Các em hiểu không? Độ dài cạnh bên đây là người ta hình dung đây chính là đường cao này, là h này. Đấy ở đây nhớ là tam giác. Biết tam giác đó có cạnh độ dài các cạnh là 4 5 6, tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đó. Đấy. 4 5 6 này mục đích để người ta cho người ta là đi tính c là chu vi này. Mà chu vi á của tam giác á là em lấy độ dài ba cạnh cộng lại. Sau đó nhân đường cao đây là ra. Em hiểu không? Như vậy diện tích em ghi là diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng đó là đứng tam giác là như vậy S xung quanh theo công thức ta là bằng C nhân H. Trong đó C chúng ta là chu vi, đấy của chúng ta là tam giác, em lấy ba cạnh này cộng lại nhân với đường cao, đó chính là độ dài cạnh bên, đó chính là 10. 4 cộng 6 bằng 10, 15, 15 nhân với 10 là bằng 150. Đơn vị đây là sẽ là cm vuông, diện tích. Xong. Đấy đó. Câu B. Cho một hình lăng trụ đứng có độ dài cạnh bên là 20 cm, độ dài cạnh bên ở đây cũng chính là h. Là đường cao đó. Và đấy là một hình thang cong. Biết hình thang cong, đây này thầy vẽ hình thang cong ra để em hình dung nha, đây. Hình thang cong là như này. Như này. Biết hình thang cong đó có độ dài cạnh bên là 13, nghĩa là đây là 13. Hình thang cong là một hình thang có hai cạnh bên bằng nhau. Các em hiểu không? Hai cạnh bên của hình thang cong sẽ bằng nhau này. Độ dài hai đáy là 8. Độ dài hai đáy là 8 cm và 18 cm đây. Đáy nhỏ là 8 và đáy lớn là 18. Và chiều cao ở đây, đây. Chiều cao chúng ta của hình thang cong này là 12. Tính diện tích toàn phần, tức là tổng diện tích các mặt của lăng trụ đã cho. Nha. Đấy. Tính diện tích toàn phần, tức là tổng diện tích các mặt đã cho, của lăng trụ đã cho. Nghĩa là diện tích toàn phần, các em hiểu như này này. Diện tích toàn phần của một hình lăng trụ bất kỳ nào đó nha, thì nó sẽ bằng diện tích xung quanh cộng cho diện tích đấy nhân cho 2, nghĩa là 2 nhân. Tại vì nó có hai đáy. Có hai đáy đúng không? Có hai đáy thì chúng ta lấy tính một đáy và nhân cho 2 thì ra hai đáy. Diện tích xung quanh ta tính được đây. Chúng ta có thể ghi công thức này vào. Bây giờ chúng ta sẽ tính từng cái nha. Đầu tiên chúng ta sẽ tính diện tích xung quanh trước. Được không nào? Bây giờ để tính á, thì chúng ta nên tính cái chu vi đáy trước đây. Chu vi đáy C của ta thì chúng ta sẽ thấy này, cái hình này. Chúng ta lấy 4 cạnh cộng lại, tại vì nó hình thằng con này 1 2 3 4, 4 cạnh cộng lại. Đúng không? Lấy 8 đáy nhỏ cộng đáy lớn cộng đầu dài hai cạnh bên. Được không? Nhẩm nhưng mà bấm máy tính cho nên chắc em. 52. Diện tích đấy ở đây là một hình thang, thì theo công thức á, tính diện tích hình thang con á, hình thang luôn là bằng đáy nhỏ cộng đáy lớn, đúng không? Đáy nhỏ cộng đáy lớn nhân với đường cao của nó này, đường cao nó là đường ở đây nha, còn cái đường cao ở đây là của thằng hình lăng trụ là khác ha nha. Đường cao h ở đây 20 là hình lăng trụ khác, còn ở đây là 12 á. 12 ở đây là diện tích, đây là của hình thang này. Như vậy ta lấy đáy nhỏ ta là 8 cộng đáy lớn là 18 nhân với đường cao của hình thang là 12. Sau đó ta chia 2, thì nói lại công thức tính diện tích hình thang này. Lấy đáy nhỏ cộng đáy lớn nhân đường cao của trong hình thang đó và chia cho 2 bằng 8 cộng 18 bằng phải nhân cho 6 đúng không? 12 chia 2 bằng 6. 156 em. Rồi. Sau khi chúng ta đã có chu vi đáy và diện tích đáy rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tính cái diện tích xung quanh và diện tích toàn phần. Như vậy thì từ đó chúng ta có diện tích xung quanh. Diện tích xung quanh thì chúng ta sẽ bằng là C nhân H. C đó chính là chu vi đáy là bằng 52. H ta là bằng 20 này. Bằng này tí chúng ta tính sau, đúng không? Diện tích đáy, diện tích đáy có rồi ở đây đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta lấy 52 nhân 20 sẽ bằng 1040 cm vuông. Vậy ta kết luận ở đây, vậy diện tích toàn phần của lăng trụ đứng đáy hình thang cong là, như vậy S toàn phần sẽ bằng diện tích xung quanh cộng cho diện tích đáy ở đây nhân cho 2. Như vậy diện tích xung quanh ta là bằng 1040 cộng 2 nhân diện tích đáy chúng ta đây là 156 sẽ bằng cộng 2 nhân cho 56 đấy. Đây kìa. Sẽ bằng là 1352 cm vuông. Em hiểu chưa? Rồi xong. Con số 2. Hiểu không? Nhớ là chúng ta phải để ý là cái đáy của nó là hình gì để chúng ta tính ra chính xác em nha. Và các cái kích thước độ dài của nó tương ứng là những cái thằng nào. Ví dụ người ta cho 20 đây là người ta phải xác định đó chính là cái đường dài đường cao của các cạnh bên đó. Nghĩa là chiều cao của cái hình lăng trụ đó. Còn cái 12 này là chiều cao của trong hình thang này. Tránh nhầm lẫn nha. Ta đi sang bài số 3 các em. Ta có bài số 3. Câu A. Một hình lập phương có độ dài cạnh là 3 cm, tính thể tích của hình lập phương đó. Quá dễ ha. Tại vì công thức của ta nếu mà độ dài cạnh D á, thì theo công thức trong sách này là V sẽ bằng D mũ 3. Như vậy ta lấy là 3 mũ 3 là bằng bao nhiêu? 27 đó. Thể tích hình lập phương đó là, như vậy V của ta sẽ bằng là 3 mũ 3 sẽ bằng 27 cm khối. Câu B. Một hình lập phương mới nghĩa là khác độ hình lập phương trên đây, có độ dài cạnh gấp đôi độ dài cạnh của hình lập phương ban đầu, nghĩa là gấp đôi thì nó sẽ là mấy, là 6 đúng không? Thằng này 3 thì nó sẽ là 6, chúng ta tính cạnh trước. Cạnh của hình lập phương mới là ở trên đây là 3 thì gấp đôi, nghĩa là nhân 2, nghĩa là 3 nhân 2 là bằng 6 cm, được chưa? Ta tính là cạnh đâu đó, cứ hình lập phương mà các em biết cạnh là coi như tính ra được hết á. Tính thể tích của hình lập phương mới và cho biết thể tích của hình lập phương mới gấp bao nhiêu lần thể tích của hình lập phương ban đầu. Thì bây giờ chúng ta tính thể tích ra, lấy số mũ 3 ha. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là cái thể tích của hình lập phương mới là như vậy, V ở đây cho V1 đi, ở đây cho V2 nha. 6 mũ 3 sẽ bằng là 6 × 6 × 6 là bằng 216, đúng không? Cm khối. Người ta hỏi là hỏi gì? Gấp bao nhiêu lần thể tích ban đầu? Gấp bao nhiêu lần thì chúng ta chia ra. Như vậy thì cái thể tích hình lập phương mới gấp số lần so với thể tích của cái hình lập phương ban đầu là, thì em sẽ lấy V1 chia cho V2, thay lỗi V2 chia cho V1 sẽ bằng 216 chia cho 27, đúng không? 216 chia cho 27, 8 lần kìa, 8 lần. Các em lưu ý rằng là khi mà độ dài cạnh của hình lập phương á mà nó tăng lên a lần, nghĩa là đây là a lần, nghĩa là gấp đôi, đúng không? Nghĩa là 2 lần, thì thể tích của hình lập phương nó sẽ tăng lên là a mũ 3, nghĩa là 2 mũ 3 sẽ là 8 lần, đúng 8 lần này. Tại gấp đôi là 2. Đấy, hiểu chưa? Đây là công thức tổng quát thầy vừa mới đưa ra đấy. Ta sẽ đi sang ở bài số 4 nha, bài số 4. Như vậy thì trong năm bài này thầy sẽ quay trong một clip thôi các em nha. Ok. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở bài số 4 nữa các em nha. 4 bài 5 nữa là xong. Hình 33 mô tả một xe chở 2 bánh. Cái này người ta gọi là xe rùa này các em này. Xe rùa mà các cái công nhân dù làm hồ làm đồ á, người ta hay đẩy xe này rất là thuận lợi ha. Mà cái thùng chứa của nó có dạng lan trụ đứng tam giác với các kích thước cho trên hình. Hỏi thùng chứa xe chở 2 bánh đó thể tích bằng bao nhiêu, nghĩa là ở đây chúng ta cần phải đi tính thể tích. Như vậy thể tích theo công thức của chúng ta là bằng diện tích gì? Diện tích đáy nhân với đường cao, đúng không? Bây giờ chúng ta xác định các kích thước của nó này. Cái thùng này á thì em thấy cái đáy tam giác đây, nhìn này, cái đáy tam giác đây, các em nhìn là đáy tam giác này, đường cao này, đây là đường cao, chứng tỏ h ở đây là bằng 60 này, đây h là đường 60 này, cái đáy chúng ta này, trong đó cái cạnh này là bằng 80. Cái độ dài đường cao này bằng nhiêu em? Đường cao ở đây từ cái bánh này xuống đây là người ta cho đây là 50 này. Như vậy này, thầy sẽ vẽ cho các em một cái tam giác ở đây. Chúng ta thấy là cái độ dài đây bằng 80. Độ dài đường cao đây là h ở đây là bằng 50. Như vậy theo công thức của chúng ta diện tích sẽ bằng là 1/2 nhân đường cao nhân cạnh tương ứng, đó chính là 80 nhân cho 50. Như vậy chúng ta sẽ tính ra được diện tích đấy. Có diện tích đấy rồi chúng ta sẽ nhân 60 thì ra được thể tích của cái thùng này. Hiểu chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta có này. Như vậy thì ở đây chúng ta có diện tích đáy trước. Diện tích đáy của cái hình lan trụ tam giác là, như vậy S đáy sẽ bằng là gì? Có phải là theo công thức tính diện tích tam giác là bằng 1/2 nhân đường cao là 50 và nhân với cạnh tương ứng ta là 80. Các em lấy 80 chia 2 là bằng 40, 40 nhân cho 50 là bằng 2000. Đúng không? 2000 cm². Bây giờ chúng ta sẽ tính thể tích. Vậy cái thùng chứa của xe chở hai bánh đó có thể tích là như vậy. V của chúng ta sẽ bằng S đáy nhân với đường cao. S đáy chúng ta bằng 2000 nhân đường cao chúng ta đây là bằng 60 này, được không? Thì sẽ bằng là 12,123 cm khối, được chưa? Cm khối. Hình như thầy viết thiếu số 0 các em. 1, 2, 4, 3, 120 nhé, 120.000. Nếu mà người ta đổi ra thì cái này sẽ bằng là 120 lít mét khối đấy, tương ứng lít ha. Bằng cách chia cho 1.000, chia cho 1.000. Cái này thầy viết lại cho nó rõ các em nhé. 120.000. Rồi, chúng ta sẽ đi sang bài cuối cùng là bài số 5 các em nha. Bài số 5. Rồi chúng ta sẽ đi sang bài số 5. Bài số 5 thì nó lại liên quan tới cái ngôi nhà này anh em. Một ngôi nhà có cấu trúc và kích thước như hình 34, tính thể tích phần không gian được giới hạn bởi ngôi nhà đó. Như vậy ở ngôi nhà này á, mà các em tính thể tích một phát là nó không ra được đâu em. Mà ngôi nhà này em ta phải tính thành hai phần. Một á, là cái phần mái là đây này, từ cái đoạn này qua đây. Như vậy mái của nó đó chính là một cái hình lăng trụ đứng, đấy là tam giác này. Và cái phần ở phía dưới đây chính là một hình lăng trụ đứng hình chữ nhật, ở phía dưới hình chữ nhật. Các em hiểu không nào? Như vậy thì bây giờ các em tính này là cái thể tích phần mái, gọi là phần mái đi ha. Đó chính là lăng trụ đứng đấy gì, đấy tam giác. Như vậy thể tích của chúng ta ấy, thì bằng cái gì các em? Bằng cái gì? Thể tích này cho đây là V1 bằng diện tích đấy nhân với đường cao. Đường cao đây này, đây là H này, cái thằng này là H này. Bây giờ đấy chúng ta này, kích thước ở đây có chưa? Có rồi. Đường cao này, và cái anh đây là bằng 6, thì chứng tỏ thằng này cũng sẽ bằng 6 này. Như vậy diện tích tam giác này mình tính được, nhân với đường cao thì ra thể tích thôi. Như vậy diện tích của tam giác này sẽ bằng là 1/2 nhân với độ dài đường cao là 1,2 nhân với cạnh tương ứng đây là 6 và nhân với đường cao đây H là 15 bằng, mở ngoặc ra, 1/2 nhân 1,2 nhân 6, đóng ngoặc lại, nhân đây cho 15, 54 mét khối. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tính cái phần thể tích của cái phần thân nhà ở phía dưới. Đây chính là một hình lăng trụ. Hình lăng trụ đấy của chúng ta là hình chữ nhật ha, gọi hình hộp chữ nhật đấy. Thể tích phần ở đây gọi là gì ta? Thân nhà. Phần lăng trụ đứng ha, lăng trụ đứng dạng hình hộp chữ nhật đây. Thì thể tích của thằng hình hộp chữ nhật á, thì bằng chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao, đúng không? Đấy. Ok. Như vậy thì ở đây này, dài rộng, dài này, rộng này, cao này, 15 này. Như vậy chúng ta có là dài này nhân rộng này nhân cao này. Đó. 6 nhân 3,5 nhân 15, 315 nhé, mét khối. Vậy thể tích phần không gian được giới hạn. Bởi ngôi nhà đó là, thì em lấy V sẽ bằng phần mái này cộng phần thân nhà phía dưới á. Như vậy bằng 54 cộng cho 315, đúng không? 9, đúng nè. Ở đây là mấy? 1 cộng 5 là 6, ở đây là 3 mét khối, 369 mét khối. Xong rồi đó. Hiểu không? Rồi. Như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Chúng ta còn một chương cuối cùng nữa, đó chính là cái chương 4 đó. Chương 4. Trong clip sau thầy sẽ quay em chương 4 cho em xem nha. Chúc em học tốt. Bye bye. Ok.